Xin chào mọi người. Hôm nay là tụi mình sẽ đi chơi bowling. Hôm nay là mình và gia đình của anh sẽ cùng nhau đi chơi bowling. Đây là lần đầu tiên chơi cùng anh, mình sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng. À, mọi người coi tụi mình sẽ làm như thế nào nha. Sẽ chơi như thế nào nha. Để cố gắng. Đầu tiên sẽ là anh người yêu và cha của anh. Sự ghê. Đi đâu vậy? Trời ơi, mới vô bây giờ là chết rồi. Sau đây là những chiếc của anh, người yêu và mẹ của anh.
đây là trận đấu của mẹ anh. Nó đi ra ngoài. Xem vừa. Lành nha. Nhìn lên bảng điểm mình dở cực kỳ, đứng chót hết quả ta xí. Hai ca tạ. Chờ đã. あれ。 Đây là cô em gái.
nhục nhã có 45 điểm. Sau một trận đấu thì là mình đứng chót, xong tên người yêu đứng đầu là cha ảnh, kế bên là em gái, thứ nhì là mẹ. Mình là cuối cùng. Ôi, tên lên là sau một quá trình chơi kẹt cá. Kẹt cá. Hay kẹt cá. Và ta sẽ gô băng này. Hãy subscribe.
việc đó chị. Cảm ơn các bạn.
Thân tình. Hi. Kakawado. Dame, dame, desne. Watashi hetakuso. Ơi, hẹn lần sau mình sẽ cố gắng hơn. Ok. Thôi, đi mà đang đi lên đi nào. Ok, bây giờ mình đã lựa chọn được cái này. Và mình sẽ quyết định mình cố gắng. Cảm ơn. Đây là bắt đầu xe sò là anh người của mình. Đang bắt tệ. Ê, ê, ê. Ok. Mùi yêu cái gì? Đây thánh của bắp. Được.